các bạn trở lại với Phú Yên Channel. Mình đang có mặt tại chợ Giả ở An Ninh Tây, Tri An. Phiên chợ phiên ở chợ Giả này các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng vào ở trong chợ coi xem thử ở phiên chợ chợ Giả An Ninh Tây, Tri An có gì đặc biệt nha. Các bạn thấy có rất là nhiều hàng hóa được hợp ở phiên chợ này. Ở chợ mình là mấy ngày họp lần cô? 5 ngày họp lần hả? Ở chợ Giả này là họp phiên là khoảng 5 ngày họp một lần này các bạn. Đông quá trời. Mua tôm không? Muối không? Muối mắm không? Ở phiên chợ này tập trung rất là nhiều thủy hải sản ở nhiều nơi ở Tri An về đây bán. Đây ở mình ở đâu ta? Ở mình nữa. Cái để làm gì vậy? À, dược phẩm này. Rất là lạ luôn. Bây giờ mình sẽ vào khu vực hàng ăn uống ở chợ Giả. Đây là bún gì ngon hết anh chị? Cái đầu xúc đây là thấy hấp dẫn rồi. Và các bạn thấy ở đây bán cũng rất là nhiều những đồ ăn nè, đồ ăn sáng nè. Rồi đây bánh mì.
giờ ta lên nè, khách xong rồi ta nướng thịt. Các bạn vào ở phiên chợ giả này là không thiếu những món ăn gì hết. Món nào cũng có luôn. Đây là bánh cuốn. Bánh bèo, bánh hỏi. Đây. Bao nhiêu dĩa vậy bà chủ? 5.000 hả anh? Bánh bèo này ngon lắm anh ơi. 5.000 dĩa này các bạn. Nữa luôn. 5.000 là có thể ăn no tại phiên chợ giả này. Hôm bữa có mấy người nội vô nè. Mà yêu đến thế, mảnh đất năm xưa bóng cây. Đây là sông Bắc, sông Điếp. Còn đây là sông Bắc ở quê này các bạn. Vào chợ quê thì chỉ còn khoảng 5-10.000 là mình có thể ăn sáng no nơ luôn. Còn đây là nơi bán rất là nhiều loại bánh nè. Đây là 7 luôn rồi nha. Đây bánh tây giạc ha. Bánh giạc không? Bánh tây giạc gồm có nhân đậu xanh. Đậu xanh rồi đây là nhân gì ta? Nhân tôm. Nhân tôm và nhân đậu xanh này các bạn. Còn 2 cái luôn á. Còn 2 cái luôn chứ phải trăm một cái không? Và còn ngoài ra thì còn bán rất là nhiều những loại bánh khác. Đây là bánh bò ha. Bánh bò. Bánh gì đây ta? Bánh hộp xoài. Bánh hộp xoài các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức món bánh bèo ở chợ giả ở An Tiên Tây nè các bạn. 5.000. Dễ hết rồi chị. Bèo đẹp máu đổ năm. Bèo bánh hỏi. Các bạn thấy rất là đa dạng phong phú các loại món ăn ở tại chợ phiên. Ồ, đây là bánh xèo đúc ngay tại chợ luôn nè các bạn.
xíu à, 2.000 à. Bạn đó mấy ngàn một ly? 2.000 hả? Có 1.000 cái ăn cũng. Bánh kẹp 1.000 cái nè các bạn. 1.000 cái à. Những ngày mình làm những gì cô? Dừa một đó. À, những dừa. Ngàn bình cô. 2.000 bình được con. À 3.000. Lên nữa đi em. Rẻ quá ha. Hẹn cùng nhau có ngày gặp lại ngắm núi nhạn sông Đà cô loan chiều lòng gió về sông cầu để nghe biển hát uống nước dừa xanh mát rượi tình quê. Bài chòi quê sao mà mộc mạc như tấm lòng quê mình ngân lên từ câu hát chiều Tuy Hòa biển xanh bát ngát sông hát lời thương giáo dục lòng ai còn đây có rất là nhiều bánh kẹo truyền thống ở Phú Yên này các bạn. Đây là cái gì cậu? À đường đen hả? Ủa, bánh dừa ha? Bánh dừa. Đẹp quá trời luôn. Ở đây là cốm. Cốm đây cũng còn cốm đây ta. Ở chợ bán rất là nhiều bông dừa này. Bông dừa ở Phú Yên rất là nhiều. Thơm quá ha. Ủa, thơm quá. Rồi. Đi. Uống nước dừa xanh mát rượi tình quê, anh sẽ về Tuy Hòa để nghe dòng em hát bài chòi quê sao mà mộc mạc như tâm.
xăm lòng quê mình ngân lên từ câu hát. Chiều Tuy Hòa biển xanh bát ngát, sông hát lời thương rao rực lòng ai. Wow, ở chợ Giảng vẫn còn bán lá thuốc này các bạn. Này mà còn có những người hút thuốc vô nè cô. Bà bán hút thuốc vô. Mấy người ít tiền hả? Mấy người ít tiền hả? Ở nơi này còn có người hút thuốc vô hả? Ít thấy. Ít thấy. Wow. Ngày hút được bao nhiêu điếu à? Nếu còn dùng điếu nói. Tụt, điếu gì nè? Vậy đô cao quá rồi. Đô cao lắm. Ngày hút 20.000 mà hút 5 ngày. À, đô cao nên mới hút lá thuốc này hả các bạn? Nguyên chất không em ạ? À. Nó không bệnh đâu nha. Lá thuốc thuốc kia đâu nha. Chị đang qua chị đang ấy á. Wow, đây là bán rất là nhiều loại mắm, mắm cái, mắm ở Phú Yên làm này, mắm ruốc, có cả mắm cái này các bạn. Ồ, thơm quá ha. À, mắm cái, mắm ruốc là những sản phẩm rất là đặc trưng ở Phú Yên. Ở đây tập trung rất là nhiều những hải sản được đưa tới rất là nhiều nơi. Wow, còn đây là rất là nhiều ốc này các bạn. Quay phim gõ về Mỹ đi. Đấy đảo phim mình lấy cái đây này đưa 10.000 này đó, 10.000 ca. Đấy rồi. Không biết mà không biết cái này. Không cái ngõ mà biểu cái ngõ nhỏ nữa. Bao nhiêu một lon hả bà? Bao nhiêu một lon hả bà? 15.000. 15.000 đây lỡ mỗi tay rồi. Chúng ta cứ bán một lon hay là